sự thành lập đã trở lại. Vì EV thật đẹp cho thấy những gì một nhà sản xuất ô tô kế thừa có thể làm được. Mercedes-Benz cho biết Vision EQSX sẽ đi được hơn 620 dặm chỉ với một lần sạc. Nhưng đây là vấn đề, không giống như những ông vua phạm vi hiện tại của thế giới EV như Lucid Air Grand Touring 516 dặm theo EPA và Tesla Model S Long Range 405 theo EPA. Mercedes cho biết nó sẽ làm được vì vậy với một gói pin nhỏ hơn, dung lượng chỉ dưới 100 kWh so với gói 118 kWh của Lucid và gói 100 kWh của Tesla. Điều đó tốt hơn 6,2 dặm kWh. Điều này sẽ làm cho EQSX hiệu quả hơn thứ ba so với Lucid và hiệu quả hơn 55% so với Tesla. Chiếc Mercedes này thay đổi cuộc trò chuyện xung quanh EVS khỏi sự tập trung gần như hoàn toàn ngày nay vào phạm vi như một chức năng của dung lượng pin. Trong EQSX, phạm vi là một chức năng của một phương pháp tiếp cận toàn diện đối với hiệu quả của phương tiện. Và Mercedes tin rằng có những lý do thực tế tốt để thực hiện cách tiếp cận đó. Sẽ rất dễ dàng nếu chỉ sử dụng một pin lớn để đạt được phạm vi hoạt động, kỹ sư Tim Wonfo của hệ thống truyền động EQSX cho biết. Nhưng chúng tôi muốn phạm vi đó trong một chiếc xe nhỏ gọn. Đuôi xe dài của chiếc xe nhằm đánh lừa Vision EQSX trông nhỏ gọn hơn so với vẻ ngoài. Chiều dài cơ sở 110,2 inch của nó ngắn hơn, chính xác 3,0 inch so với Tesla Model 3 và nằm ngay giữa những chiếc sedan A-Class và C-Class hiện tại. Và trong khi pin có công suất gần như tương đương với đơn vị 100 kWh trên chiếc Mercedes-Benz EQS trục cơ sở 126,4 inch, nó có kích thước chỉ bằng một nửa và trọng lượng nhẹ hơn 30%. Đúng như vậy, Mercedes-Benz Vision EQSX là một mẫu concept, nhưng nó không phải là đồ hơi. Giống như các khái niệm quan trọng của Mercedes trong quá khứ, chẳng hạn như xe an toàn thử nghiệm của những năm 1970. Nguyên mẫu hoàn toàn hợp pháp trên đường phố, Mercedes cho biết nó đáp ứng tất cả các quy định an toàn va chạm hiện hành, xem trước các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến cuối cùng sẽ xuất hiện trên sản xuất các dòng xe của Mercedes. Và nó không chỉ là chiếc xe hiệu quả, một quy trình kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật số dẫn đầu mới đã chứng kiến EQSX đi từ ý tưởng đến con đường sẵn sàng chỉ trong 18 tháng. Tập hợp chuyên môn từ các nhóm kỹ thuật đua công thức 1 và công thức E của công ty, bộ phận nghiên cứu của nó, các chuyên gia tạo mẫu và nhóm phát triển sản xuất. Pin chỉ được làm mát thụ động bằng luồng không khí dưới gầm xe. Điều đó thực tế như thế nào? Wonfo nói, chúng tôi muốn tìm hiểu, củng cố thêm ý kiến rằng EQSX là một khái niệm hoạt động phù hợp. Không phải là một chiếc xe trưng bày. Những gì chúng tôi đang nghĩ là mỗi tế bào pin sẽ tự nóng lên, và nếu chúng ta hiểu rõ về tế bào đó, chúng ta có thể kiểm soát nhiệt độ của tế bào. Rất nhiều nguồn lực đang được đưa vào việc này. Chúng ta phải tìm ra đâu là trạng thái tốt nhất. Tính khí, các kỹ sư của Mercedes đã tính toán rằng trong quá trình lái xe đường dài trung bình, 20% năng lượng tích trữ trong pin của xe điện sẽ bị tiêu hao khi vượt qua lực cản lăn và 18% do tổn thất trong hệ thống truyền động và các hệ thống xe khác. Phần còn lại 62% sẽ được tiêu thụ đơn giản bằng cách đẩy xe trong không khí. Chỉ số đơn giản đó là lý do tại sao EQSX có hệ số cản được yêu cầu chỉ 0,18. Mercedes cho biết thép cường độ cao được sử dụng trong cấu trúc thân xe của EQSX mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời cho người ngồi trong trường hợp va chạm, đồng thời giữ trọng lượng ở mức tối thiểu. Các cánh cửa được làm từ hỗn hợp nhựa gia cường carbon và sợi thủy tinh với nhôm gia cố. Một lớp bọt polyamide mới củng cố mép dưới của cửa và tối ưu hóa khả năng hấp thụ năng lượng khi va chạm bên. Mái nhà được bao phủ bởi các tấm pin mặt trời. Đằng sau lớp vỏ bánh xe có kiểu cách đẹp mắt của EQSX là bánh xe Mage rèn 20 inch siêu nhẹ.
Bánh xe được sử dụng lốp Bridgestone Touranger được phát triển đặc biệt, có trọng lượng nhẹ và có lực cản lăn cực thấp. Một khi bạn đã vượt qua những chiến thắng về mặt khí động học, tối ưu hóa hệ thống truyền động và giảm trọng lượng thì hiệu quả nằm ở chi tiết. Và vành EQXX với những công nghệ và tính năng thông minh được thiết kế để giúp chiếc xe khai thác hiệu suất cao nhất từ mỗi joule năng lượng mà nó tiêu thụ. 117 tấm pin mặt trời trên nóc EQXX cấp nguồn cho hệ thống 12V cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị cổ của xe hơi. Vào một ngày đẹp trời, Mercedes cho biết hệ thống sẽ giảm lực hút trên hệ thống 900V đủ để cung cấp một cú va chạm 15 dặm trong phạm vi. Trong khi đó, các cảm biến xung quanh xe giám sát luồng không khí để EQXX có thể tính toán tác động tích cực hoặc tiêu cực của sự thay đổi hướng gió đến mức tiêu thụ năng lượng. Kết hợp tất cả dữ liệu đó với thông tin địa hình và giao thông chi tiết, EQXX sẽ liên tục tính toán và hiển thị tốc độ mang lại hiệu quả tối đa. Màn hình 8K cong trải dài 47,2 inch giữa các cột A tận dụng tối đa đồ họa dựa trên công cụ trò chơi sắc nét và lấp lánh của EQXX, bao gồm cả màn hình điều hướng 3D thời gian thực. Màn hình có đèn nền LED mini có hơn 3.000 vùng làm mờ cục bộ, có nghĩa là nó chỉ tiêu thụ năng lượng khi và khi các phần cụ thể của màn hình được sử dụng. EQXX có gương chiếu hậu bên ngoài thông thường vì các kỹ sư kết luận rằng một hệ thống camera như thế được sử dụng trên e-tron của Audi tại các thị trường toàn cầu sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nội thất của EQXX là trực quan ngoạn mục. Một số bộ phận như vô lăng, lẫy chọn số, cần gạt nước và xi nhan là những bộ phận hiện có của Mercedes. Xe cũng trang bị hệ thống điều chỉnh ghế cảm ứng tương tự như trên các mẫu xe Mercedes thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, quan trọng hơn, màn hình thông tin giải trí lớn trông là một phần của thiết kế tổng thể, không được thêm vào. Mercedes-Benz Vision EQXX là một chuyến tham quan trí tuệ và công nghệ. Một nguyên mẫu đầy đủ chức năng khám phá các giới hạn bên ngoài về hiệu quả, khả năng kết nối và khả năng sản xuất của xe điện. Mercedes-Benz cho biết EQXX cũng thể hiện sự chuyển mình thành một công ty sử dụng phần mềm với mục tiêu là dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!